Trong cuộc sống, nếu mình sống bằng những cái năng lượng rất là thấp của con người, ví dụ như cái tâm mình rất là thấp, ví dụ như những cái lặt vặt trong cái cuộc sống đơn giản ăn mặc ở đó, không có gì cao thượng, thì mình sẽ gặp những con người ở cái tầng đó thôi. Các bạn nhận được không? Mây tầng nào gặp mây tầng đó, sống cao thượng để ở cái tầng cao thượng và gặp những con người cao thượng. Nhận được không? Sống hèn mọn, sống ích kỷ sẽ gặp những con người nào? Mây tầng đó. Thì cái đám nó nói xấu thì mày ra giờ nó chiêu cảm cái đám nào? Chiêu cảm kết nối với cái đám hạ tiện, chuyên đi làm những cái chuyện không ra gì, đi nói xấu người khác. Cái chuyện đó, những con người mà sống có những cái hướng thiện hơn một chút, không ai bao giờ sống như vậy. Không ai sống như vậy bao giờ. Không có rảnh. Tại cái tầng người ta ở tầng khác. Các bạn có nhận được không? Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Mỗi các bạn là quyết định, là người làm chủ quyết định, làm chủ cuộc đời, làm chủ cái cảnh giới, cái tầng mây của các bạn. Các bạn có nhận được không? Chọn ở cảnh giới nào là do các bạn. Giác ngộ là nhận ra tôi có quyền chọn ở cảnh giới nào trong đời sống này. Các bạn có nhận được không? Khi mà các bạn có những cái dính mắc cơ bản trong ăn mặc ở, ta mày hay nói các bạn, tại vì ta mày không có muốn các bạn ở những cái tầng thấp. Cái đó không có lợi cho các bạn và cũng không có lợi cho cái cuộc đời các bạn, cũng không có lợi cho cái việc kết nối với lại nhóm. Nó sẽ kéo năng lượng của nhóm xuống. Các bạn nhận được không? Sống nên hướng thượng, nên có cái gì đó cao thượng làm mục đích sống. Thì chính cái nguyện lực, cái hướng tâm đó sẽ là một cái nguồn năng lượng mà sẽ luôn luôn hướng các bạn. Cái nguồn năng lượng của mình luôn đi theo cái chiều hướng đó. Và đó là tại sao cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời sống đầy đầy yêu thương, trời người yêu thương, trời người kính trọng. Những con người đàng hoàng không bao giờ họ sống hạ tiện. Bởi vì sao? Họ quá rõ nhân quả. Họ rõ họ ở đẳng cấp nào. Các bạn nhận được không? Còn những con người tự động họ chọn sống hạ tiện, họ chọn sống ganh tị, họ chọn sống đố kỵ, thì tự động họ đi chiêu cảm những con người y chang như vậy đó. Và những con người đó họ sống như thế nào? Ngạ quỷ là họ sống họ nói chuyện bằng tâm ganh tị. Địa ngục họ bị đau khổ ra không được bởi cái tâm sân hận ganh tị của họ. Súc sinh, cái tâm vong ơn bội nghĩa, cái tâm được mình hại người. Đó, họ đang ở cảnh giới đó đó. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Vậy bây giờ các bạn có biết cách để mà quyết định cuộc đời của mình chưa? Con người không phải sinh ra mà hạ tiện, sinh ra là cao thượng. Do hành động mà hạ tiện, do hành động mà cao thượng. Các bạn nhận được không? Con người khi sinh ra ai cũng vốn tự thuần khiết, ai cũng là năng lượng sống của vũ trụ, năng lượng sống không giới hạn của vũ trụ. Giác ngộ là nhận ra mình có quyền chọn ở cảnh giới nào trong cuộc đời này. Không giác ngộ là sẽ sống bằng nghiệp riêng, thói quen riêng hoặc nghiệp chung của những môi trường xung quanh tác động. Còn tu là sẽ vượt qua tất cả những nghiệp chướng của cá nhân, của thân tâm cá nhân và của thân tâm tập thể. Tham mì có thể làm ảnh hưởng các bạn bởi những cái thói quen tốt bằng những nguồn năng lượng tích cực của tham mì. Nhưng các bạn không hề được ảnh hưởng đến tham mì bằng những thói quen không tốt của các bạn. Tại vì tham mì thấy là tham mì sẽ nói, tại tham mì nhìn thấy rất rõ. Chỉ có các bạn mới nhìn thấy không có rõ những cái điểm mà mình không có thấy được thôi. Cái người sáng hơn mình họ nhìn các bạn rõ như là họ đang nhìn nhìn thấy rõ chi tiết còn hơn là cái máy quay camera 8K nữa. Đó mới là trí tuệ. Trí tuệ là phải biết mình rồi biết người nữa. Biết mình thì sẽ biết người, còn mình không biết thì đừng có hòng biết người. Các bạn có nhận được không? Lại gần Tammy, đừng có để ý những cái hành động của Tammy. Tại Tammy sẽ không có sống như một cái cọng cải. Thế mình sẽ có đầy đủ tất cả các pháp. Khi các bạn ở cảnh giới nào thì mình sẽ nói chuyện với các bạn tương ưng với cảnh giới của các bạn. Khi các bạn đang ở những tầng tâm bức bách đau khổ thì mình sẽ nói bằng cái ngôn ngữ của cảnh giới các bạn. Khi các bạn đang ở những cảnh giới thánh thiện thì mình sẽ nói chuyện với các bạn cùng
cần số của các bạn, cùng cảnh giới với các bạn. Cái đó gọi là đồng sự nhiếp ấy. Good job. Trong kinh điển có nói ấy, nếu mà Tammy là cái tham, là cái sân, là cái si đó, thì tại sao Tammy biết được nó? Và rồi Tammy biết được cái tham sân si của các bạn. Tammy không phải là chúng nên Tammy mới biết được chúng. Và rồi Tammy có biết được các bạn nữa. Không có lúc nào mà Tammy không có giác hết à. Không có lúc nào mà Tammy không biết hết à. Cái thân này buồn ngủ cũng biết luôn, thấy nó buồn ngủ như thế nào và thấy nhân duyên tác động đến nó như thế nào luôn. Là Tammy không phải là cái đó. Còn các bạn thì sao? Để ý người khác, không biết mình đang để ý người khác. Bị làm chủ bởi tham hoặc sân hoặc si, không tự nhìn thấy. Cái đó còn không thấy nữa thì làm sao mà thấy các pháp ở ngoài? Lúc đó vì các bạn là tham, là sân, là si, cho nên các bạn không thấy được chúng. Còn nếu mà tham mày luôn thấy được chúng, tham mày còn thấy luôn các bạn, không trong không ngoài như vậy, thì cái đó, chỉ cái sự khác nhau nhỏ nhiệm đó là quyết định được một người giác ngộ hoặc một người không giác ngộ. Các bạn có nhận được không? Thank you.